Alo, chào các bạn, mình là Du. Chào mừng các bạn đến với kênh Du MV, một kênh chuyên cung cấp đại khái là kiến thức lập trình về mobile á. Hiện tại thì mình sẽ làm về mảng Android và bằng Java nhé, là chủ yếu, và tương lai sẽ có nhiều ngôn ngữ khác hơn. Đấy. Thì ở đây lần này mình, ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm một cái đại khái là về cái thằng Vuepad ở trong Android. Thì thằng Vuepad trong Android là gì? Nó làm bạn có thể sử dụng nó như kiểu là một cái thằng slide ấy. Như kiểu các bạn vào như kiểu cái app Go Việt ấy, hay là bất kỳ app nào ấy, nó sẽ có một cái phần slide giới thiệu ở đầu đúng không? Thì đây nó sẽ cũng như thế này. À, các bạn nhìn nào. Đấy. Sẽ vuốt lên vuốt xuống này. Đấy. Đó. Hay chưa? Đấy. 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 Qua trái qua phải như kiểu sẽ là đây là hướng dẫn như kiểu liệt kê các tính năng của app á, đấy kiểu kiểu thế đấy. Thì ở này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một project kiểu này, thực ra nó không đơn giản lắm, nó không khó lắm đâu. Rồi thì đầu tiên mình sẽ vào Android Store, mình tạo mới project này, like này. Mình sẽ đặt là slide demo đi, à view page view ba cơ demo. Ok, demo finish rồi, đợi run tí nha. Rồi sau được rồi đúng không? Đấy, bây giờ đầu tiên nhá, xem phân tích một chút mỗi cái page của mình, bao gồm các bạn nhìn thấy, bao gồm nó sẽ có một cái ảnh đúng không, một cái tag view kiểu tiêu đề, và còn bên dưới là phần tag mô tả đúng chưa. Đấy thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái đối tượng trước. Đấy, Java class này mình sẽ gọi là info nhé, info layout. Ok, info layout này thì cái thằng info layout ấy có vẻ là nó sẽ có một cái tiêu đề đúng không? Đấy, tiêu đề đấy chấm vào đây. Tiếp đến nữa này, mình sẽ tạo ra thêm cho nó cái thằng mô tả, string mô tả này. Ơ bỏ mẹ á, chết, viết nhầm rồi các bạn nha. Tiếp đến nữa là một cái private ảnh đúng chưa. Ảnh thì mình sẽ để là kiểu in nhá, bởi vì mình sẽ lấy ra nó trong ở trong drawable ấy, nó sẽ bằng theo kiểu dạng như này này, sẽ là thuộc kiểu dạng ảnh bằng r.drawable chấm một cái tên ảnh đó, chính là cái ảnh mà các bạn nhìn thấy ở trên này này đó, nhìn trông nó xịn sò ngon nghẻ các thứ đấy. Ok rồi đấy nhá, cái app này thì mình sẽ đại khái là mình sẽ làm nhiều cái về thằng này nôm na như kiểu về design ấy, về cái UI của nó nhìn cho nó ám nó đẹp. Thì đây chỉ là cái video đầu tiên thôi, mình sẽ hướng dẫn các bạn và giới thiệu cho các bạn thằng Vuepad đấy. Rồi sau khi có ba thằng này xong không, đơn giản là mình phải tạo getter và setter cho nó. Các bạn nhấn an insert, sau đó chọn cái mục getter setter nhá. À, mình nhấn an insert này, chọn vào getter and setter, enter, ctrl a, enter đó. Sau khi đấy xong này, mình lại nhấn an insert, mình tạo cho nó cái constructor, ctrl a đó, xong đúng không. Rồi thì sang sang bên activity nhá, mình sẽ sửa thằng này, mình sẽ không dùng container layout nữa, mình sẽ sửa dùng cái relative layout này đó. Rồi tiếp đến nữa này, không bỏ mẹ quá hụt này, các bạn gọi cho mình cái thằng là cái thằng view page, bạn gọi chữ view, à, thiếu cái dấu mở rồi đấy, view đó. Các bạn nhìn cái thằng view page chưa, này tính cho nó này đấy, các bạn chọn thằng này cho mình, khai báo cho là map parent được chưa, đóng thẻ nó lại đó. Rồi tiếp theo đấy thì các bạn gán cho mình một cái thằng ID đấy, gọi ID đại khái là
view page này, view page này, view PG đi, VPG, demo, demo rồi ok, sau cái copy là ngày sau nhá, mình sang bên bên activity à, đó, đây nhá, mình sẽ tạo ra một cái thằng view page, đúng chưa? View page này, chấm, xong dưới này mình sẽ ấn xạ cho nó, view page, view demo bằng pin view by id, rồi, à đâu rồi, nó chết không phải thằng này, pin view id, r.id.view vpg demo, đó, xong, xong thì xong nhá. Thì bây giờ có nghĩa là các bạn chú ý này, đây là cái slide của mình không? Cái slide này sẽ là cái list, một cái array list info layout đúng không? Thì ở đây mình phải tạo cho nó một cái array list đúng không? Array list. Array list này. Info layout. Đó, xong. Có chữ mình đặt tên nó là ARR đi. Đấy. Xong dưới này nhá. Mình sẽ gọi ARR này bằng new array list được chưa? Trước cái đấy thì sau đấy thì mình sẽ kiếm mấy cái ảnh nhá. Đây là mình sẽ kiếm mấy cái ảnh ở trên đây, ảnh mình copy có sẵn này, A1, A2, A3, A4 này. Ctrl C. Rồi, sau đấy thì mình sẽ paste vào trong drawable. Đó, xong rồi nhá. Bây giờ nhá, mình sẽ gọi ARR này. Chấm này. ADD. Đấy. New một cái thằng đó là thằng info layout và mình phải truyền vào cho nó là tiêu đề đúng không? Tiêu đề một phải này, mô tả một này, mô tả một, tiếp theo nữa là các bạn truyền vào r.drawable. Truyền vào đúng cái ảnh mà vừa mình copy ấy. Đấy, đầu tiên là cái ảnh một này. Đấy, mình chấm vào này. Các bạn trỏ chuột đây, các bạn Ctrl D để nó tự copy cho các bạn. Rồi các bạn chỉ cần sửa thôi. Tiêu đề 2, tiêu đề 3, tiêu đề 4, mô tả 2, mô tả 3, mô tả 4. Rồi. Ảnh 2, ảnh 3, ảnh 4. Đó, xong. Rồi, bây giờ là mình đã có cái view page rồi đúng không? Đã có view page rồi, có cái nít rồi. Thì mình phải có một cái gì đấy để chuyển đổi từ cái nít này để đẩy được lên trên này. Nếu như mà các bạn đã kiểu làm quen với cái thằng nít view hay thằng git view ấy, thì thường khi muốn đẩy một cái nít lên thì các bạn sẽ dùng adapter đúng không? Và thằng này cũng tương tự như vậy. Đó. Thì đấy, để muốn tạo ra một cái adapter ấy, thì đầu tiên mình phải có cái file, nó là chính là file item. Đúng chưa? Đây mình sẽ tạo ra một cái file XML nữa, có tên là item info page info layout info layout. Đó. Rồi. Trong này nhá, hiện tại mình đang có một cái layout đúng không? Mình sẽ cho nó thằng một cái thằng image view có width là map pattern. Hay là mình để là 1 pixel. 1p, 1 dp. 1 dp thôi. Đấy. Và mình cho nó cái width 1. Và test thử xem nó như nào ấy. Thì mình sẽ cho nó thêm cái thằng src bằng cái thằng A1 của mình. Đó. Ồ quên, cái ảnh này lên trắng. Bạn set cho mình thêm cái thằng background này thành màu trắng nhá. Background FFF. Đó. Rồi, ngon. Mình sẽ cho thằng này thêm một cái padding nữa đi. Tầm 50 dp, ảnh nhìn nó to quá. 60 đi, 70 đi. Đó. Nó nhìn lại nhỏ 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 nhìn xinh xinh thôi. Cần gì to. Rồi, tiếp đến mình sẽ tạo ra cho nó một cái line nha. Cái thằng width mình để map pattern. Nghe mình để là 1 dp. Và nó có một cái thằng width bằng 1, được chưa? Đấy. Cái orientation mình để là vertical nhá. Đóng thẻ lại. Rồi. Có nghĩa là mình chia làm hai phần này. Cái vùng 1 là hình ảnh này, cái vùng 2 sẽ là text, đúng chưa? Thì ở trong này mình sẽ khai báo một cái text view. Map parent thằng này là web content đi. Web content. Cho cái text đi.
Rồi, mình sẽ cho cái thằng padding của thằng này tầm 5 dp đi. Đó là cái tag nhìn cho rõ nha. Tiêu đề. Tiêu đề. Mình sẽ cho thêm cái graffiti là center nhá. Đấy. Tag size để là 18p đi. Tag color mình để là màu đen nhá. Đấy. Tag style mình sẽ cho là bolin. Đấy. Xong rồi đúng không? Ừ. Cho nó thêm một cái min hair. Min hair tầm 50 dp. Đấy. 50 dp. Rồi. Tiếp đến nữa mình sẽ, bên dưới mình sẽ có một cái thằng tag view. Mình sẽ để thằng này map parent. Đấy. Graffiti thì mình sẽ cho là center. Tag size. Cho nó cái tag trước á. Tag size mình sẽ để nó tầm bao nhiêu nhỉ? Tầm 15 fp. Đó, được. Xong, còn chưa? Rồi, bây giờ đến công việc tiếp theo. Mình sẽ gắn ID cho từng thằng một. Để format code thì các bạn nhấn tổ phím Ctrl Alt N nhá. Mình sẽ gắn ID cho thằng này. IMG ảnh layout đi. Ảnh layout này. Tiếp đến này, thằng tag view này. Mình sẽ cho nó cái ID này. TXV tiêu đề. Đấy. Tiếp đến nữa. Này mình sẽ nó có ID tiếp. TXV mô tả. Đấy, được chưa? Đấy, xong rồi nhá. Sau khi đấy xong rồi thì đến bước tiếp theo là mình sẽ tạo ra một cái thằng Java class có tên là thằng này là đóng vai trò nó giống kiểu công dụng ấy. Như kiểu thằng Need View hay thằng Get View có cái thằng After ấy. Thì thằng này cũng có một cái After. Nghĩa là page view page demo After. Adapter Enter. Thì cái thằng này mình sẽ cho nó kế thừa extend thằng page adapter. Đây chính nó này. Đấy, các bạn có chữ page này. Đấy. À ra. Thì ngay lập tức ấy. Nó sẽ bắt các bạn phải. Ở cái con chuột đỏ đó rồi. Lên đi. Ơ nó không lên cái đèn đỏ nhỉ. Thôi thì có tay vậy. Mình đang thắc mắc tại sao không lên đèn đỏ. Tại này. Em đèn đỏ đi em à. Hôm nay là nó sẽ các bạn phải ghi đè cái phương thức get cao của nó này. Get cao là cái nhất và cái phương thức thứ hai nó yêu cầu ghi đè là e form view object. E form view object hôm nay nó sẽ thì từ từ nhá. Tiếp đến thì các bạn tạo cho mình một cái ArrayNit. ArrayNit. Kiểu dữ liệu của ArrayNit này chính là cái kiểu nó giống hệt thằng NitView. Chính là cái thằng info layout à. Đấy, các bạn truyền vào info layout chưa? ARR. Đó. Và ở cái phần get cao này, các bạn hãy return cái ARR.size cho mình. Và tiếp đến nữa, đoạn này các bạn kiểm tra xem cái thằng view và cái thằng object. Cái object truyền vào này, nó có bằng nhau hay không? Nếu bằng nhau hay không, nếu bằng nhau ấy thì trả ra true, còn không thì thôi. Đó, trả ra fail. Đó. Xong tiếp đến nữa, có hai cái hàm các bạn cần ghi đè. Đây. Hàm từ insert này, các bạn trỏ đến thằng override method. Ở trong cái thằng này, nó là cái thằng... Đây. Đó là thằng này. Thằng này làm nhiệm vụ gì? Thì thằng này thì các bạn gọi cái content view à. Chính là cái view chính của nó này. Chấm remove view. Các bạn truyền vào cái thằng object. Có nghĩa lông la là mỗi lần các bạn vuốt thì nó sẽ xóa cái view đi ấy. Xóa cái view cũ để xóa view cũ để cho cái view mới lên ấy. Thì đây nó đang báo là cái object này không phải kiểu view. Bởi vì kiểu dữ liệu của thằng object là object.
thì các bạn ép kiểu cho nó về view là được. Đó, xong chưa? Tiếp đến cái hàm cuối cùng là cái hàm is etan đây lum la là cái hàm này. Đấy, mình không đọc được tiếng Anh nên là mình đọc tiếng Việt. Đó là etan view item. Đó. Thì cái thằng này nó làm nhiệm vụ là mỗi khi các bạn vuốt hay hiển thị lên ấy thì nó sẽ loát lại cái này cho các bạn này, nó lại cái thằng này cho các bạn này. Đó. Thì bây giờ mình chỉ cần lấy cái thằng giống như thằng alter của thằng list view hay thằng view thì mình cần lấy cái item này đẩy vào trong này, đẩy vào trong này để nó hiện lên thôi, thế là xong đúng không? Ờ quên, thế nếu thế thì mình cần một biến context nữa, mình thiếu ấy. My context chấm phải này, alter insert constructor, mình tạo constructor truyền vào hai thằng này được chưa? Đấy thì ở đây nhá, mình sẽ tạo ra một cái layout inflate cũng y xì thằng kia luôn, bằng ép kiểu nó về layout inflate này, gọi cái biến context của mình ra này, chấm get system service và cũng truyền vào cái layout inflate service. Sau khi đó mình sẽ tạo ra một thằng cho nó một thằng view được chưa, v nó hơi khác thằng after của thằng list view và get view đoạn này. Đó thì cái thằng view này sẽ bằng inflate.inflate. Gọi các bạn gọi đến cái layout item mà mình thiết kế á. Đấy, chính nó thôi. Và truyền vào cái thứ hai là năm. Chấm vậy này. Đấy. Sau khi đấy xong nhá thì cái công việc của mình thì mình sẽ lấy cái thằng info layout y bằng arr chấm get index từ position. Đó, lấy ra thôi. Chấm phải này. Tiếp đến nữa. Nào bây giờ tiến hành, mình sẽ gọi một cái image view ra, tạo ra một cái image view nhá. Img ảnh layout. Đấy. Bằng y hệt này, y hệt thằng after của thằng view mình cái view này. Đó. Nếu các bạn có chưa hiểu về thằng này thì các bạn có thể tham khảo qua nhiều cái video của mình có hướng dẫn rất nhiều về cái thằng list view và thằng get view đấy. Đấy, các bạn có thể xem cái game đuổi hình bắt chữ hay là game ai là triệu phú, mình đều có thể dụng cái thằng list view của thằng cái thằng after của thằng get view hay là thằng list view. Đó thì ở đây mình sẽ tiến hành ánh xạ cho nó thôi. V chấm pin view by id r.id.img, bởi vì trong cái layout của mình có một cái ảnh mình đã đặt id là thằng này đúng không? Đấy, nên là bây giờ mình gọi nó ra này, chấm phải này. Tiếp đến là mình sẽ set image resource cho cái ảnh này. Ảnh ấy lấy từ đâu? Chính là cái thằng y.get ảnh đó, bởi vì cái layout của mình có một cái thuộc tính là ảnh đúng không? Tiếp đến là cái thằng tx, cái thằng tiêu đề đúng không? Đấy, về tiêu đề bằng v chấm pin view by id r chấm id chấm txv tiêu đề chưa. Rồi tiếp đến thì cái txv tiêu đề này chấm set text bằng thằng y chấm get tiêu đề đúng không? Tiếp đến nữa là thằng text view mô tả, txv mô tả bằng v chấm pin view by id r chấm id chấm txv mô tả đúng không? Đấy thì txv mô tả này chấm set text bằng cái thằng y chấm get mô tả đúng không? Đấy, xong rồi đấy nhá, sau đi đấy xong nhá, sau khi đấy xong rồi thì mình sẽ gọi cái thằng content view cho là mình áp thêm cái thằng layout này vào. Đấy. Và lúc trả ra ấy thì mình trả ra cái thằng view này. Đấy, chính là thằng này. Đó, thế là xong. Rồi. Bây giờ mình cũng đã có after rồi đúng không? Mình quay lại main activity này. Mình tạo ra cho nó một cái thằng view page demo after chưa?
Mình đặt là after bằng new, khởi tạo lên. Mình sẽ truyền cho nó cái ArrayNet info layout của mình á. Và tiếp theo là biến context chính là zip. Đó. Sau đó mình gọi cái viewpage demo của mình ra chấm set after, truyền vào cái thằng after. Đó. Xong. Bây giờ mình sẽ run thử cho các bạn xem nhá. Mình run thử này. À. Chính là thằng này. Cái thằng này là thằng cũ rồi đúng không? Cái thằng mới của mình là mình đang làm với tiêu đề 1, mô tả 1, mô tả 2. Đấy, kiểu đấy. Bạn chờ chút nhá, nó đang build. Rồi, các bạn nhìn không? Đấy. Đây, bây giờ mình đã có cái view page này. Mình vuốt thử rồi. À, đấy, vuốt thử rồi. Vuốt thử rồi. Vuốt thử. Đó, nhìn ổn không? Ổn quá. Đấy. Rồi. Bây giờ để cho đẹp thì mình sẽ thêm sửa thêm thằng này hết. Mình ghi thêm gì nhỉ? Chào mừng. Ơ. Tắt cái cây à? Chào mừng đến với thằng này là mình sẽ làm app giao hàng đúng không? App giao hàng giao gâu giao là đi cho đi. Đi gâu. Đấy. Bây giờ nó là đi gâu. Ok. App này sẽ là giao hàng đúng không? Ở đây sẽ là app giao hàng nhanh nhất của đất. Đấy. Nhanh nhất của đất. Tiếp theo, tiêu đề 2 đó là nhận hàng tận nơi. Nhận đồ tận nơi. Nhận đồ tận nơi. Ô chết. Nhận đồ tận nơi này. Mô tả này. Chúng tôi sẽ tới nơi mà bạn muốn gửi đồ. Đấy, thế chẳng hạn. Đấy, nhận đồ tận nơi. Giao tận chỗ. Đấy. Giao tận chỗ. Giao tận trốn. Trốn trả lời đúng không nhỉ? Chỗ này đúng. Đấy. Hàng hóa của bạn sẽ được đảm bảo đi đến nơi về đến chốn. Chốn chờ trâu hay chờ chó nhỉ? À. Trốn. À trốn chờ trâu, chờ chó. Sorry các bạn nhá. Rồi cái tiêu đề thứ tư này. Tiêu tiếp theo. Tiêu tiếp theo. Phí của bạn. Phí của bạn cũng là ví của chúng tôi. Cho nó xuống dòng phát đi nhỉ. Ví chúng tôi. Nên chúng tôi sẽ tiết kiệm chi phí nhiều nhất có thể. Mặc dù đó là điều mà chúng tôi không thể làm. Đó, xong nha, ngon nha. Rồi, chú ý một chút này. Bây giờ mình muốn cái thằng Action 3 này mấy cái thằng Navi, mấy cái thằng Thanh Tab 3 này, cái đại khái là cái vùng trên này bị mất đi ấy. Thì mình sẽ vào trong phần value của mình này. Cái style. Mình sẽ sửa thằng này thành thằng No Action 3 này. Tiếp đến nữa là mình sẽ gọi cái mình thêm một cái item cho thằng này, đó là
Windows Full Center. Mình để là chu. Đó. Xong tiếp đến mình run. Đó. Xem được cái gì nhá. Rồi. Chào mừng đến với Dego, app giao hàng nhanh nhất của đất. Nhận đồ tận nơi, chúng tôi sẽ tới nơi mà bạn muốn gửi đồ. Sorry, chính tả mình viết sai rồi. Mình sẽ sửa lại một tẹo. Tôi sẽ tới nơi mà bạn muốn gửi đồ. Đó, run lại này. Đấy. Ngon lành cành đào ngay. Chào mừng đến với Digo. Nhận đồ tận nơi. Giao tận chốn. Siêu tiết kiệm. Đó. Ngon chưa? Ngon ơ. Rồi ok. Đấy. Video của mình xin được dừng ở đây. Nếu các bạn ấy thích thì các bạn phải nhấn like và ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh. Ngoài ra các bạn thể cũng liên hệ trực tiếp với mình thông qua cái đường link Facebook mình sẽ để ở bên dưới. Ok. Rồi. Video của mình xin được dừng lại đây. Chúc bạn học trình vui vẻ.